Bà Rịa, Vũng Tàu. Nguyễn Văn Bình, 26 tuổi, lục trộm vàng và 6 triệu đồng nướng, vào game bắn cá và chơi ma túy khi người phụ nữ nhờ trong nhà để về quê. Nguyễn Văn Bình tại cơ quan công an. Ảnh, Quang Bình. Bình quê Trà Vinh, bị công an thành phố Vũng Tàu tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản, ngày 27 tháng 2. Theo điều tra, Bình đến xin ở nhờ dài ngày nhà người phụ nữ ở phường 5. Anh ta cùng một người khác được tín nhiệm giao trông coi khi cả gia đình bà này về quê đón Tết Canh Tý. Cả lục soát trộm 6 triệu đồng, 2 sợi dây chuyền, 3 nhẫn, 1 vòng tay bằng vàng 18K. Bán, cầm cố nướng sạch vào game bắn cá và chơi ma túy. 3 hôm trước, gia chủ phát hiện tài sản bị mất. Quang Bình Let's Love Us. Why?